Thưa quý vị, đã xuất hiện ở đội chủ nhà ngày hôm nay rất xinh đẹp, lịch thiệp, rất đẹp đẽ, váy áo giày guốc dép vest rất đẹp. Harry Won giống như một nữ sinh trường trung học. Hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng, có ba má đưa đi. Anh Phong lúc nào lúc đầu nó cũng đang tạo một cái sự hưng phấn. Vậy là ba bạn học sinh cùng chung lớp đi khai giảng hay là đi gì? Không, cái này thật lòng. Các bạn khán giả trường quay có công nhận điều đó không? Đâu, đi khai giảng nè, cháu đi khai giảng, chuẩn bị lên cấp 2. Đó, ba má không yên tâm, dắt theo để nói chuyện với thầy hiệu trưởng. Dạ thưa thầy, cho em gửi nhỏ con. Dạ, có gì thầy dòm ngó dùm em. Chị, xin hỏi lại, nó có phải con mình không? Dạ, con em với chồng em đó. Nó sao? Giống hai vợ chồng như tôi đó. Hả? Giống nhau như hai giọt. Như hai giọt nước đó. Má ơi, má ơi, em trai của con chừng nào đẹp? Buông rồi, không có chủ nhà, không có chủ đậu gì đó. Bây giờ chúng ta phải đoàn kết lại. Vì những người sau đây xuất hiện thì tôi sợ các bạn nữ sẽ không được tốt lắm. Hãy đoàn kết lại để cùng nhau vượt qua cái sự trớ trêu của tạo hóa ngay sau đây. Thưa quý vị, chúng ta chào đón những vị khách mời của ngày hôm nay. Music Hồ Văn Hiếu và Virus. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Hai người đàn ông ôm nhau trên cái xe. Ủa ta bước ra từ đây ra trên lẹ không? Ủa sao hôm nay có hai người vậy? Còn một người nữa chứ. Xin giới thiệu, đó chính là ai? Music SP Sơn Thành. Tôi không biết ai chế ra cái xe này. Thiệt á anh? Đi, mỏi. Tập thể dục anh ơi, tập thể dục cái chân á. Vậy này là tập cái cơ đó anh. Không, mà nãy em thấy ST có một cú rít thật là ngoạn mục. Mà hay quá, đẹp quá ha. Nhìn rất là đẹp á. Khoa, em chạy thử khoa. Khoa, đi đi Khoa. Xe nó không vô cho lắm anh ơi. Hai, ba, go! Đây! Bánh ra, bánh vô! Vô! Thưa quý vị, một lần nữa chào đón Virus, Hồ Quang Hiếu và ST Sơn Thạch. À, xin hỏi cảm xúc của Virus lần đầu tiên đến với chương trình này. Em đã xem chương trình này rất là nhiều rồi và em rất là vui và hạnh phúc cũng như là cảm thấy hồi hộp. Không biết là hôm nay mình sẽ được chơi những cái trò chơi thật thú vị gì. Ở mùa này em thích nhất là ai? Em thích nhất là chị Lâm Vinh Dạ. Có nghĩa là gì? Không thích và cũng không có ưa lắm Harry Won. Dạ. Bởi vì mà trong khi đó chị gặp em rất là nhiều. Đúng lần rồi, mà em cũng có. Nói vậy. Ờ, lúc vậy nào gặp anh mà em cũng bắt tay ôm nhau thân thiện. Dạ. Thế mà bây giờ? Từ bây giờ không bắt tay và không ôm nhau thân thiện. Đúng rồi, không chào nữa. Tại sao thích chị Dạ mà không thích hai người kia? Đâu, em có thích hai người kia nhưng mà cái tập trước em xem gần nhất thì em lại thích chị Dạ ở tập đấy chính nhất. Lý do tập trước làm cái gì mà thích Dạ? Em thích chị Dạ tại vì chị Dạ thổi kèn rất giỏi. Em là kèn sĩ mà đúng không? À, cái màn mà thổi kèn đá trứng đó hả? Rõ ràng là vậy. Rồi, Hồ Hiếu thương mến. Hồ Hiếu là một ca sĩ hát hay, đẹp trai mà hiền từ, hiền lành. Hiền từ, hiền từ anh. Thiệt mà, Hiếu rất là hiền. Tại vì nó không biết nhiều về Hiếu, anh biết nhiều về Hiếu. Hiền lành, ngoan, không có xa đà nhậu nhẹt.
đó. Thì Hiếu, hôm nay em đến với chương trình em thích ai? À, em thích anh Trường Giang. Đây là đáp án thông minh nhất. Con bé nó thật thà. Sau đây là một người nữa là gọi là hát hay, nhảy giỏi, đẹp trai là ST Sơn Thạch. Wow. Xin hỏi ST là đến với chương trình này em ghét ai nhất? Thật ra là hôm nay ST đứng đây thì ST cảm thấy là tất cả mọi người, các anh chị á, hồi xưa á, là kiểu là em đi thi mấy cái này em không có áp lực. Nhưng mà gần đây á, thì em bị áp lực về cái chuyện mà thời trang rất là nhiều. Bởi vì hồi xưa thì kiểu là mình đi quay thì xong mình thấy mọi người đẹp quá. Nhưng mà bây giờ mọi người càng ngày càng đẹp, mọi người càng ngày càng xu hướng á. Xong rồi tự nhiên cái là em bị áp lực thời trang á. Không áp lực. Đúng như vậy. Đúng không? Mọi người thấy là anh Giang nè, càng ngày càng trẻ trung đúng không? Chị Heidi Won rồi, chị Lâm Mỹ Dạ, Khoa đều rất là đẹp luôn. Không, em nói vậy là em có một cái nhìn nó hơi bao dung rồi đó. Em muốn đẹp hơn đúng không? Đúng không? Mời Dạ đứng kế bên. Anh này sao á? Sao vậy? Sao lúc nào cũng đem em làm minh họa vậy? Quên, Dạ đã trưởng thành rồi. Mời Khoa. Lúc nào chị cũng đẩy đưa qua em thế. Chứ làm giờ sao mà chị qua được? Bây giờ vậy, hôm nay là có những người bạn mới đến đây thì chúng ta nên làm một cái câu thơ, mỗi người một câu để tặng cho ba vị khách mời, hiểu không? Mình không hiểu tiếng Việt thì mình làm thơ tiếng Hàn. Ai hiểu hiểu, hiểu thôi. Rồi, làm câu thơ tặng cho theo thứ tự nha. Dạ là ST rồi. Dạ, nếu mà về văn thơ lai láng thì em xin mời Mạc Văn Khoa. Em hãy mở hàng trước một câu cho chị xem nào. Sao chị lại cứ đẩy đưa qua em thế nhỉ? Thực sự thì văn thơ chị không giỏi bằng em. Văn em cũng không có giỏi đâu. Mời em. Đây, câu đầu tiên anh sẽ đọc trước. Kỳ tài thách đấu thật vui. Kỳ tài thách đấu thật vui. Có Hồ Quang Hiếu thì vui hơn nhiều. Đó. Trời ơi. Rồi bây giờ vậy, coi như là Phật rất là Dạ làm rồi. Bây giờ em làm người khác. Kỳ tài thách đấu thật vui. Có ST Sơn Thạch thì vui hơn nhiều. Đúng rồi. Rồi, vô. Kỳ tài thách đấu thật vui. Thật vui. Em. Có ổ xét. Có ổ xét. Ổ xét là cái gì? Vài rớt. Vài rớt. Ôi dồi ôi, chị nói cái từ gì kinh hãi thế nhỉ? Không, tại vì hồi nãy ai đó nói là không có thích mình, cho nên mình tự nhiên nghĩ tới YouTuber khác đó. Hai ba lại. Kỳ tài đấu thật vui. Có bài đất vui hơn nhiều. Thưa quý vị, người Hàn Quốc làm thơ vỗ tay. Ê, anh copy lại mà vẫn chặt. Không, người ta không có rành riêng tiếng Việt mà đã tách ta chi. Công nhận bên đội này văn chương thật là nghèo nàn. À, bây giờ bên đây nè, ca sĩ nè, nhạc sĩ sản xuất nè. Bây giờ Hữu Hiếu ơi, sắp tới có ra bài gì mới không? Em chưa có ra nữa. Chưa tìm được bài. Chưa tìm được bài. Nhưng mà mình có ý định mình ra một cái thể loại nhạc gì không? Đi theo không? Em tính làm phim thôi, tính làm diễn viên thử sao. Làm phim phim chiếu rạp á hả? Không. Hay là làm sản phẩm của mình? Làm phim chiếu mạng thôi. MV ca nhạc rồi đó. Làm phim ngắn hả? À, phim dài tập, làm phim dài tập. Trên YouTube. Bao nhiêu tập anh? Web drama. Ở anh đang làm 15 tập. Trời ơi. Trời ơi. 15 tập là rất nhiều tiền. Phim tên gì? Phim tên là Hiếu Bến Tàu. Hiếu Bến Tàu. Một cái cậu này ở dưới bến tàu làm nghề khuân vác. Đúng là cơ khuân vác cá rồi. Thì đúng rồi. Rồi sau đó gặp một mối tình định mệnh. Dạ, nữ chính có chưa anh? Nữ chính có chưa? Đóng xong hết rồi. Có vai mẹ chưa? Đóng xong hết rồi, quay xong hết rồi. Quay xong hết rồi, giờ mình chờ ngày phát hành thôi đúng không? Chúc cho Hiếu cái bộ phim Hiếu Bến Tàu sẽ gặp Dạ Bến Xe thành công tốt đẹp nha. Cảm ơn. Thưa quý vị, như vậy là phần chào hỏi đã xong. Họ chào nhau với tâm thế nhìn để biết đối thủ mình như thế nào, để còn kèn cựa, để còn mà đấu với nhau trong chương trình này. Bây giờ sẽ là màn đầu tiên, cũng là một sự đấu nhưng đấu giao lưu. Đó là màn khởi động trong chương trình Kỳ Tài Thách Đấu. Wow, 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 wow.